đại tộc cư sĩ xuất hiện ở thế gian, cũng có chúng trời tứ đại vương cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ xuất hiện ở thế gian, lại có bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, nội không cho đến vô tánh tự tánh không, bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng xuất hiện ở thế gian, lại có thanh văn thừa, độc giác thừa, chánh đẳng giác thừa xuất hiện ở thế gian.